Lan thân mến kính chào quý vị khán thính giả của đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần trên làn sóng này vào ngày thứ tư và ngày thứ năm từ 9 giờ tối. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Thưa quý vị, Mỹ Lan và anh Richard Long Nguyễn đang có mặt tại Hiệp hội Người Việt San Diego, tại vì nơi đây đúng vào 1 giờ trưa ngày Chủ nhật 24 tháng 9 năm 2017 sẽ có một buổi hội ngộ chiều thu với chương trình văn, thơ, nhạc giới thiệu các tác phẩm như Lúa Màu Xanh, Những Đóa Hoa Tím, Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam của nhà văn thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An đến từ San Jose, và với thi họa sĩ Vũ Hối đến từ Hoa Thịnh Đốn nhân kỷ niệm 60 năm văn học nghệ thuật của ông. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Mỹ Lan thấy có một số đồng hương trong cộng đồng của chúng ta để đến đây đều cùng tham dự trong cái buổi hội ngộ chiều thu này. Cảm ơn quý vị theo dõi những diễn biến, những diễn tiến xảy ra ở trong chiều nay với Mỹ Lan và Richard Long Nguyễn nha quý vị. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ, quân, dân, cán chính, mọi người đã bỏ được bảo mình trên đường vượt biên, vượt biển, tìm tự do sau năm 1975. Phút mặc niệm bắt đầu. Mỹ Lan xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhà văn thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An đến từ San Jose. Mỹ Lan chào chị Ngọc An. Chào Mỹ Lan. Vâng, thưa chị Ngọc An, Mỹ Lan thấy ngày hôm nay những tác phẩm của chị như là một cuốn truyện ngắn Lửa Màu Xanh, hai cái cuốn tác phẩm thơ là Những Đóa Hoa Tím, Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam và một cái CD thơ là Trung Nhật Ký Màu Xanh. Hôm nay chị đã giới thiệu đến quý vị khán thính giả khắp nơi bốn cái người con thân thương của chị như vậy. Chị có cảm tưởng gì trong ngày hôm nay và chị muốn chia sẻ với khán thính giả điều gì thưa chị? Trước hết là xin chào tất cả quý vị của đài STT và Mỹ Lan. Ngọc An rất là hân hạnh hôm nay được đến thành phố San Diego để giới thiệu những tác phẩm mới, một cuốn truyện và hai cuốn thơ và CD. Thì nói gì hơn khi mình cầm bút, mình được giới thiệu quảng bá những tác phẩm của mình đến những người yêu thơ, yêu văn, thì đó là mình niềm vui nhất của Ngọc An. Và hôm nay là cũng lần thứ hai Ngọc An được đến San Diego. Hy vọng rằng tất cả các bạn đọc, quan khách tất cả đều yêu mến và sẽ cái buổi này nó sẽ được như ý mình. Em thấy là không khí rất là nhộn rộn ràng và mọi người đang đến đây để chia vui cùng với chị Những Đứa Con Tinh Thần, cũng như là gặp gỡ thi họa sĩ Vũ Hối cũng đến Hoa Thịnh Đốn nhân 60 năm văn học nghệ thuật của ông. Thưa chị, như vậy là chị có thể chia sẻ sơ qua về những tác phẩm của chị ngày hôm nay ạ? Những tác phẩm của Ngọc An mới ra đây thì thật sự tất cả cũng gom góp lại những cái nỗi thân phận ly hương, tình yêu quê hương đất nước và chiến tranh. Nói chung là tình yêu nữa thì gom góp lại của bao nhiêu chục năm mà mình ly hương. Thì anh viết thành những tác phẩm này để nghĩ là mình vẫn tồn tại, vẫn lưu giữ được duy trì và bảo tồn được cái văn hóa Việt Nam mình ở xứ người. Đó là niềm mong ước của người cầm bút. Thưa chị, sau cái buổi mà ra mắt Những Đứa Con Tinh Thần tại San Diego thì dự định của chị sẽ cái dự định đi đâu nữa không ạ? Có lẽ là Ngọc An cũng nói thật ra thì cũng bận bịu với cuộc sống mà cũng ra mắt cũng nhiều sách rồi, thì có lẽ Ngọc An nghĩ rằng có thể là lần chót và cũng có thể là một lần nào nữa ở một tiểu bang nào khác.
Vâng. Yeah. Hy vọng là khi nào mà chị có giới thiệu thì sẽ cho khán thính giả của đài biết, để những khán thính giả yêu thơ hay là thích đọc truyện của nhà văn thi sĩ và Nguyễn Văn Ngọc An sẽ tìm đến. Nhưng mà quý vị khán giả nào mà muốn ngày hôm nay không đến đây được nhưng mà cô muốn có được những cái tác phẩm của chị thì sẽ liên lạc như thế nào ạ? Dạ, quý vị nếu mà yêu thơ, yêu văn của Ngọc An thì xin quý vị liên lạc với Ngọc An ở email ngocan06@yahoo.com. Còn số phone thì 408-802-5767. Riêng cô Ngọc An thì như quý vị biết đó, một người ta chỉ làm thơ không đã là khó rồi, mà làm thơ hay thì còn khó hơn nữa. Mà vừa làm thơ, vừa viết văn thì có nhưng không phải không. Nhưng mà có rất ít những người vừa thi sĩ mà vừa là văn sĩ, thì cô Ngọc An là một trong những người thuộc về thành phần đó. Thứ hai, cô không phải chỉ mới viết văn đâu, không phải biết làm thơ đây, mà viết văn và làm thơ khi tuổi còn học trò. Có nghĩa là cô đã làm thơ và viết văn từ trong nước ra tới hải ngoại trải dài 40 năm. 40 năm sống bằng một nghề, mà một nghề đó không kiếm tiền được hay là rất là vất vả thì không phải là một chuyện dễ, phải yêu nghề lắm người ta mới có làm được. Quê cô ở Vũng Tàu, cô đã xuất bản rất là nhiều sách thi tập, góp mặt trên nhiều diễn đàn khác nhau, và cô đã có nhiều tập thơ, nhiều nhà thơ, nhiều nhà báo đã đề cập đến cô, nhiều diễn giả đã đề cập đến cô một cách rất là trân trọng, chân tình và quý mến về cái văn tài của cô. Tôi mong rằng khi quý vị đi về thì trên tay mình phải có những tập thơ, những bài văn của cô Ngọc An, để rồi quý vị sẽ biết cái sự sâu sắc của tác giả này. Trong thời gian ngắn này chúng ta không có thể nói nhiều về cả một đời người làm văn và làm thơ của cô Ngọc An. Người thứ hai chúng tôi xin giới thiệu, người này thì những người quỹ cao niên là biết rất là nhiều, tuổi trẻ bên đây cũng biết, là tại vì ông nổi tiếng, ông vừa là một họa sĩ, vừa là một thi sĩ, nghĩa là khắp nơi trong nước và kể cả hải ngoại. Quê ông ở Quảng Nam, ông nổi tiếng về thư pháp và thư họa. Quý vị thấy thư họa ở trên bức tường đó là của ông, và trên tất cả những tập thơ, những tác phẩm của nhiều văn thi sĩ ở khắp nơi trên thế giới đều có cái bút ký của ông, bút tích của ông. Ngoài vấn đề nổi tiếng về thư pháp và thư họa, ông còn có chân tài về thi phú. Những phần thơ của ông dạt dào tình cảm quê hương, tình cảm đối với đất nước. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ và thư họa nổi danh trên thế giới. Ông có tên trong vẻ vang dân Việt và ông cũng có tên trong 5.000 người nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông được vinh danh trong thư đạo của Nhật Bản, của nước Nhật, và được vinh danh là chiến sĩ văn hóa. Chúng ta cho một tràng pháo tay rất dài để đón chào ông Vũ Hối. Thưa anh, kỷ niệm 60 năm văn học nghệ thuật như vậy là rất là nhiều điều để cho anh gợi nhớ lại trong khoảng thời gian rất là dài. Anh có thể chia sẻ khán thính giả những cái kỷ niệm gì của anh trong suốt 60 năm qua không ạ? Trong hơn năm nay là 80 mấy tuổi rồi mới làm, mà mười mấy tuổi rồi đã làm văn học nghệ thuật rồi. Cho nên bây giờ hơn nữa 1/3 cuộc đời hiến dâng cho văn học nghệ thuật. Đến giờ này tôi vẫn còn đi đây đi đó để viết những cái thư họa, ra mắt sách hay trình bày thơ nhạc cho tất cả các nơi. Cái hồi anh thì ông cụ là một nhà nho, rồi trong khi ông cụ bị cải cách ruộng đất của cộng sản không còn nữa, mà anh thì dốt cái chữ nho. Thầy không biết ông cụ ngày xưa là hay mài nghiêng mà bút để ông cụ viết chữ nho, mà tôi thì dốt cái chữ nho, không biết dùng cái đó làm gì, thì dùng nghiêng bút. Ngày xưa ông cụ viết chữ nho để làm tên thành phố, để dùng cái ngòi bút lông nó viết cái chữ Việt Nam. Thì từ đó mới ra thấy cái ngòi bút lông mà viết cái chữ Việt Nam cũng rất đẹp. Thôi mình thử, từ đó nó ra một cái chữ Việt Nam rất uyển thuyển mà ngòi bút lông. Mà bao nhiêu năm rồi thưa anh? Dạ, cũng lâu rồi.
ông cụ Bác hồi đó vì cũng 450 năm rồi. Không, cái nét chữ này của anh đã bắt đầu từ có lúc nào rồi ạ? Cũng 450 năm rồi. Lâu, hầu từ trên... rồi hí hoái từ đó là ông cụ, từ ông cụ Bác mà anh thì dốt chữ nho từ nhỏ thì không biết biết làm gì, ông cụ chữ nho mài miên nghiêng bút để ông cụ viết, thì bây giờ mình để lại mắt rồi mình không biết làm gì cái nghiêng cái bút đó thì mình viết chữ nho, từ đó từ còn trẻ viết biết đến bây giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do mà thi họa sĩ Vũ Hối Âm là một nhà họa sĩ, một nhà thơ, nhưng mà ông có thêm một chữ thi họa. Thi họa có nghĩa là ông đã dùng cái chữ đặc biệt đó để mà ông đã vẽ lên trên những cái bức thơ họa như thế này để gửi đến cho đồng hương của chúng ta khắp nơi. Thật ra quý vị nào mà thấy những cái nét chữ này là biết ngay là nhà thi họa sĩ Vũ Hối rồi. Thưa anh, như vậy là trở lại với 60 năm văn học nghệ thuật của anh, như vậy là trong một quãng đời mà dài như vậy, thì cái điều gì nó làm cho anh trăn trở nhất ở trong cái những cái kỷ nào mà anh tới bây giờ anh vẫn còn nhớ mãi không ạ? Thì bây giờ thưa Mỹ Lan, thì bây giờ tuổi lớn thì cũng lãng đãng, nhớ nhớ quên quên, nhưng mà cái cây bút, nhưng bây giờ xin lỗi là hồi là cộng sản đánh tôi hư con mắt, bây giờ chỉ còn ở tù yeah. Trong những cái tên cầm bút biệt kích cầm bút đó, thì nó cho ban nghệ sĩ chống cộng, tôi Vũ Quốc Sĩ với mấy anh em là bị ở Phan Đăng Lưu, rồi mình nghĩ rằng qua bên này không làm cái gì cả sao, thì phải là lấy một cái gì đó, mà bên này thì giữ được cái tiếng Việt thì chỉ bằng bên này không cho treo khẩu hiệu đó Mỹ Lan, thì mình viết những cái câu thư gọi như vậy để truyền bá những cái giáo lý của Phật giáo, của Công giáo, hay là rèn cái nhân cách con người, biết chữ hiếu là thế nào, như nước biển mênh mông không rong rầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín ơn cha, để con cháu sau này nó đâu cho treo khẩu hiệu, thì mình viết những chữ to để treo trong nhà để mà giáo dục về cái con cháu sau này. Thật ra những cái câu thơ như là Mỹ Lan đọc thấy là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, hoặc là văn dĩ tải đạo. Đây là những cái bức thư họa của nhà thơ thi họa sĩ Vũ Hối. Vâng, kính thưa quý vị, và đoàn ông đã ra rất là nhiều sách để kỷ niệm trong suốt 60 năm văn học nghệ thuật của ông. Như vậy là quý vị nào mà muốn liên lạc với ông để có những cuốn sách này thì xin liên lạc anh với số phone nào thưa anh? Liên lạc là tôi vì ở thủ đô Guatemala, 301-377-4979. Nhà văn Nguyễn Hữu Của là chủ tịch Văn Book Hải ngoại miền Tây Nam Hoa Kỳ cũng đã đến đây cùng với chúng ta. Thưa anh, trong cái buổi hội ngộ chiều thu này để cho buổi văn thơ nhà thì cảm tưởng anh như thế nào, và anh có thể chia sẻ những cảm nghĩ về anh về hai nhà thơ Nguyễn Phan Ngọc An và nhà thơ thi vụ Vũ Hối thưa anh? Vâng, thưa cảm ơn Mỹ Lan. Lâu lắm rồi San Diego chúng tôi mới có được một buổi ra mắt tác phẩm, mà trong đó ngày hôm nay lại càng vinh dự hơn nữa, nhà thư họa Vũ Hối và nhà thơ Ngọc An là hai người rất là quen thuộc với chúng tôi trong cái sinh hoạt văn hóa. Ngày hôm nay đang có mặt tại San Diego và chúng tôi là những người khách được mời đến đây. Vì thế cho nên chúng tôi xin được bày tỏ cái sự hãnh diện mà đến đây trong ngày hôm nay để tham dự cái buổi ra mắt sách của nhà thơ Ngọc An cũng như nhà thi họa Vũ Hối, những người mà chúng tôi rất mến chuộng từ mấy mươi năm qua tại Hoa Kỳ này. Kính thưa quý vị,
qua những tác phẩm của nhà thi họa Vũ Hối cũng như là của Ngọc An thì thực sự chúng tôi đánh giá rất cao. Đó là cái lý do mà chúng tôi có cái sự hiện diện trong đây ngày hôm nay. Ngoài trong cái văn đàn cũng như thi đàn thì Ngọc An đã có rất là nhiều bài vở cũng như là sách đã được ra mắt trong cái giới thi văn. Cũng như nhà thi họa Vũ Hối thì khỏi nói, tất cả chúng ta ai cũng đều biết rồi, là một người rất là nổi tiếng trong cái vấn đề thư họa. Vì thế cho nên cái sự hiện diện của chúng tôi này hôm nay đó là một cái vinh hạnh của chúng tôi. Thưa anh, như vậy là anh đến đây với cái tâm tình là để cùng chia sẻ những cái tác phẩm cũng như là những cái niềm vui của nhà thi họa Vũ Hối. Anh có cho biết một vài cảm tưởng của anh ạ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái công việc bảo vệ truyền lưu cái văn học Việt Nam cho thế hệ sau làm điều hết sức cần thiết, bởi vì tiếng Việt còn thì nước Việt còn, dân tộc Việt còn, và chúng ta dù có đi đâu, dù có quốc tịch nào cũng không thể quên được nguồn cội gốc rễ của mình và cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, cái đạo lý của dân tộc Việt là cái điều mà chúng ta tự hào và hãnh diện về điều đó. Hôm nay tôi rất vui mừng được đến đây dự cùng với lại tất cả các bạn bè, các nhà văn, nhà thơ cùng tất cả các bạn hiếu của tôi ở đây. Vâng, xin cảm ơn anh. Em thân mến chào chị Lan Ngọc. Có thể nói rằng là thấm thoát mà đã trên hơn 3 năm chị đã được đến xứ sở Hoa Kỳ. Và em cũng rất là vui, chị cũng đã tham gia rất là nhiều những cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là những cái chương trình văn học nghệ thuật như thế này. Và ngày hôm nay với một cái niềm vui cùng đồng hương tại San Diego, chị cho biết cảm tưởng của chị khi chị được tham dự chương trình ngày hôm nay nhé. Chị chào Mỹ Lan, lâu quá chị mới gặp Mỹ Lan. Chị nói vậy là chị rất vui khi mà qua đây là gặp được một ông anh nuôi, đó là ông họa sĩ Vũ Hối. Ông có thuộc loại coi như là quốc tế, giải công nguyên quốc tế mọi người đều biết đến. Và gặp đó là Nguyễn Phan Ngọc An, là một nhà thơ. Thì chị bảo là lần đầu tiên mà là chị được xuống dưới San Diego đây để hát cho cộng đồng ở dưới chỗ này. Dạ vâng, như vậy là chắc chắn rằng là trong ngày hôm nay chị sẽ dành những bản nhạc thật là hay để gặp ông anh của mình Vũ Hối cũng như là nhà thơ Ngọc An rồi. Nhưng mà lần đầu tiên chị đến San Diego nữa, chị sẽ hát cho khán thính giả cũng rất là lần đầu tiên chị đến San Diego chưa được trình diễn ở đâu? Chưa, chị chưa trình diễn đâu hết, đây là lần đầu tiên. Nhưng mà chị thấy đồng hương ở đây như thế nào? Rất là dễ thương, rất là vui và dễ thương. Chú cũng nhờ xuống đây mà gặp được là nhiều là anh chị em quen từ mấy chục năm về trước. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng cách xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu? Và bên cạnh cô Mỹ Lan đó là Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại San Diego, anh Nguyễn Văn Linh. Xin chào anh ạ. Dạ, xin chào Mỹ Lan và xin chào quý đài. Dạ thưa anh, có những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật như thế này tại ngay thành phố San Diego, thì anh nhận thấy như thế nào và anh ở San Diego có những cái buổi như thế này không thưa anh? Dạ thưa Mỹ Lan và thưa quý đài, thì thật là nói văn hóa Việt Nam nó luân lưu trong cái dòng máu người Việt. Mặc dầu lưu vong xa xứ 42 năm, cái ước ao của cộng đồng người Việt ở tại tị nạn ở tại vùng San Diego lúc nào cũng mong muốn những cái buổi sinh hoạt về văn hóa, mà nhất là văn hóa thơ nhạc và hội họa. Hôm nay cộng đồng Việt Nam được hân hạnh đón tiếp nhà họa sĩ Vũ Hối, một họa sĩ là tiền bối cũng như là nhờ văn thơ Ngọc An đến từ xa về ở vùng San Diego. Với tư cách cộng đồng, chúng tôi rất là hạnh phúc và vui mừng đón tiếp cái văn hóa từ xa của quý vị đem về
đến cho thành phố San Diego. Chưa, thưa quý vị, bây giờ đã là gần 6 giờ chiều tại San Diego, buổi ra mắt các tác phẩm của nhà văn thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An và kỷ niệm 60 năm văn học nghệ thuật của danh họa Vũ Hối. Rất trong một cái khung cảnh thật là ấm cúng, vui vẻ, một chương trình văn nghệ thật là hay, gồm có ngâm thơ, gồm có ca cổ nhạc và với các anh chị tại địa phương, và đặc biệt với sự góp mặt của nữ ca sĩ Lan Ngọc và Mỹ Lan đóng góp trong chương trình. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mỹ Lan sẽ cố gắng đem lại đến những cái sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta, đến với khán thính giả của đài SET. Xin thân mến kính chào quý vị.